tay là vừa đấy. Không vừa. Không về tôi vẫn ngắn được một phân. Ngắn được một phân. Ngắn được gì? Không ngắn một phân, hai phân nhỉ? Ừ. Đây, lại khóc con mà. Ừ. Chúng ta đi, ví dụ ta đi học phụ huynh cho con, ta đi gấp cao một vừa. Ta dày 5 phân thôi. Đây, những cái quai quần áo này đi học phụ huynh hết rồi. Muốn nước này không? Đây có nước này. Đây, nước trà xanh rồi đó. Quay để kiểu quá đấy, còn xe à? Xe thật đấy, có cần để vậy. Ừ. Đấy, đi để cái xe rồi. Nó lấy mẹ ra đi. Một phân hay hai? Một phân. Một phân à? Cộng vào xong. Thì đây là không dám cộng như thế. Một phân. Này nhờ, cứ này mất là 2 phân ấy. Đấy. Cho lên 2 phân, cho lên gấu. Tí nó đi ra lấy mà kiểu cái đau, thế là phải, ừ, ý là sợ ấy, à. Khoán cái, nó sợ quá, nhưng mà ta phải cho nhỏ bằng một phân, nhỏ. Không ống ống của mày là bằng cái ống của tao mà, à ống ống rộng hơn à, ừ, con này khác, à, này khác, con này đi đâu không ạ, à? Chứ còn, đấy, chỉ có này, tất cả thế nhỉ, ừ. Tất cả đúng rồi lại đủ ý kia lại đẹp đấy. Dáng hôm qua hay à, ức thì cái dáng hôm qua thôi. Ừ, hôm nay dáng hôm nay làm đấy đi. Ừ. Mày mặc ở nhà, mày mặc ở đấy thôi. Hôm nay tất cả là. Mày nó nhẹ, mùi hiểm đấy á.